đổ cả đống tiền vào thứ này, giờ ai đứng ra đảm bảo nó sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty? Anh cứ bình tĩnh ạ. Về tiềm năng của nó thì chúng tôi đã trình bày rõ ràng trong hồ sơ gửi cho mọi người trước khi dự án bắt đầu rồi ạ. Tất cả là lý thuyết suông. Nếu mà thuận lợi thì Gia An đã không bỏ của chạy lấy người. Ngay từ đầu tôi đã thấy không ổn rồi. Công ty thực phẩm không làm về thực phẩm, lại chuyển hướng sang đầu tư dịch vụ kinh doanh farm xây. Cứ phân mảng như thế này có mà chết à? Gia An ngựa non háu đá, nứt mắt ra tưởng mình có sức vá trời. Có cô Phương nhiều kinh nghiệm, sao không tư vấn? Các vị muốn hỏi An hay trách móc gì thì tìm gặp Gia An. Phương dù sao cũng chỉ là trợ lý thôi, để cho Phương được yên. Chào mọi người. Sao Gia tới đây? Mày gọi cho Gia An. Dù sao thì cậu ta vẫn có trách nhiệm xuống đây để giải quyết chứ. Như tôi đã nói, tôi đã không còn là người của công ty La La nữa. Nên ngày hôm nay tôi sẽ xuống giải quyết công việc lần cuối. Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Có bất kỳ thắc mắc gì hãy hỏi, tôi sẽ giải đáp cho đến khi thỏa mãn thì thôi. Còn sau ngày hôm nay, có bất kỳ thắc mắc gì liên quan tới công việc, mọi người hãy hỏi chú Kình hoặc bà giám đốc. Còn giờ thì mình lên kia ngồi uống nước. Câu hỏi gì mọi người vẫn đã hỏi cho bằng hết nhá. Chúng tôi chỉ xuống tìm hiểu xem như thế nào thôi. Thấy bà Lan điều hành, chúng tôi cũng yên tâm. Thôi, chào cậu. Hôm nay cháu đến đây để thay mặt bố mẹ cháu tạ lỗi với ông, tạ lỗi với cô chú. Cháu biết không thể nào bù đắp được tất cả những lỗi lầm bố mẹ cháu gây ra cho cô chú, nhưng bây giờ bố mẹ cháu đang phải trả giá rồi ạ. Phận làm con, cháu mong nếu cô chú có nghe được lời thỉnh cầu của cháu, xin cô chú tha lỗi cho bố mẹ cháu ạ. Bà hiểu tâm trạng của cháu lúc này. Thật sự bà cũng bất ngờ khi biết bố mẹ cháu có liên quan đến vụ việc của bố mẹ Gia An và của chồng bà. Nhưng bà nghĩ việc ai làm thì người đó chịu. Không thể nào vì lỗi lầm của người lớn mà bắt con trẻ liên lụy được. Cho nên cháu không phải dằn vặt làm gì. Bà nói thật đấy, bà không trách cháu đâu. Bà cũng không có quyền oán hận cháu, Gia An cũng không. Mà trên đời này cũng không ai có quyền oán hận cháu về những việc cháu không gây nên. Thế cho nên cháu không việc gì phải đau khổ day dứt làm gì. Nghe bà đây này, hãy sống cho thật tốt, ngẩng cao đầu lên mà sống, nhớ chưa? Không việc gì phải xấu hổ về những cái việc mình không làm. Hứa với bà nào. Cháu nhớ rồi ạ. Cậu đã 27 tuổi rồi, nhưng cái cách cậu hành động tôi không thể nào chấp nhận được. Nó nóng vội, nông cạn và vô tri. Nói thật, tôi chả quan tâm người khác đang nghĩ gì về mình đâu.
bao gồm cả Phương. Thế cậu tưởng là tôi quan tâm cậu à? Nếu việc làm của cậu không ảnh hưởng đến người khác thì tôi cũng không mất thời gian với cậu đâu. Cậu nói bỏ là bỏ được luôn à? Bây giờ cậu định thế nào? Chẳng nhẽ cậu can tâm nhìn tâm huyết cả đời của bà cậu rơi vào tay người khác? Cái này nhầm nữa. Đó không phải là bà của tôi, thì công ty do ai sở hữu cũng có liên quan đến tới tôi. Cho dù bà không phải ruột thịt của cậu, nhưng bà đã nuôi dưỡng cậu từ bé cho tới giờ, là cháu nuôi mà còn hơn cả cháu ruột. Mà bây giờ cậu trả ơn bằng sự quay lưng. Để tôi nói nốt cho Phương biết nhé. Năm xưa bố mẹ tôi mất là bởi vì bà giữ tiền của bố mẹ tôi nhưng không bỏ ra để cứu họ. Tôi không tin hả? Chính bà